cho các bạn, mình là Linh đây. Có một cái vấn đề, mình bây giờ mới nhận ra là cái móc ở bên dưới cái slingshot này này, nó không phải để treo quần áo đâu anh em, mà nó để cần chiến à. Bao nhiêu lần mình cầm, mình không biết được cả tỷ lần mình cầm, bây giờ mình mới nhận ra. Rồi, ở đây chúng ta sẽ cùng nhau test lại em ấy, nói chung là coi như để chuộc lỗi. Quá sai rồi. Cận chiến, ôi! Mạnh thế, một tít luôn. Được tí nhở. Ấy thế không, có móc treo quần áo này hơi bị thương đấy. Rồi hôm nay cũng là ngày cuối tuần rồi, để làm clip funny vui vẻ cho anh em, review cho anh em nhanh nhanh. Úi, cái hòm này, mình nhận ra ấy, hòm này thực ra nó không phải tự nhiên nó có đâu, mà là do một cái số cái vấn đề như kiểu là có một cái trang bị hay là cái bất kỳ item gì đó nó có thể là tạo ra nhá. Mình nghĩ là vậy, bởi vì thi thoảng mình thấy những thằng toàn những thằng vip vip thì nó mới đẻ ra một cái này thôi. Để ra hòm vip. Cái mẹ nó làm cái này. Cần chiến, cần chiến. Cần chiến. Chạy, chạy đâu, chạy đâu. Đây rồi, ngon quá, ngon quá. Đây có đạn rồi anh em ơi. Đây. Có 30. Tại vì mình đổi ba lô ấy nên là nó không được tăng đạn đâu. Kiểu nếu mà dùng một lần có cái hay các bạn dùng một lần thì nó sẽ luôn luôn được nhiều đạn. Rồi, đấm cực kỳ thố luôn. Đây đây cho quả Vlad. Đấy, nhảy đi. Quả Vlad đến mù khốn nạn cực. Chạy đi á. Mày không biết được chạy à? Trời đất ơi. Chịu rồi. Nhìn bảy máu kìa. Wow. Nice sư. Đứng lại. Mày mềm mình mày. Tay nhanh hơn não rồi. Tí thì toàn. Ui. Cứu. Cứu bạn ơi đừng. Đừng đừng để nó cao mình. Mẹ tao khốn nạn thì sợ quá. Nó đứng đâu cho mình lên ạ. À. Tí thì toàn. Ở đây hòm bên này. Phải đứng im anh em ạ, không được làm gì cả. Đây, mình nhặt rồi. Ê, làm sao, ui. Bái đây. Quả đổi Diablo sang đi, quả Diablo Lite. Nhìn vằn vẹn đây. Ê, có quả ba nòng này này. Ê, từ. Nhìn đây, nhìn đây. Ô. Sao nó có như em thì để số đạn ấy. Nó là 22 súng này, nhưng mà một súng không có đạn. Là sao ta? Em bắn thốn vết. Ui nhìn kiểu thay đạn nó khác này. Ui mà nó vẫn chậm thế. Mày có 6 nòng trừ quả 6 nòng đôi ra thôi. Còn đâu mà khổ nào. 6 nòng nào nó xây nó. Ui à, khỏe phết nha. Có 3 nòng này được em ơi. Đây 3 hay 6 nòng ấy. Nhưng mà nó phiên bản màu đỏ. Ý thay đạn này. Nó quá quái vật. Ngon bắn. Ui ơi. Mình ăn hết. Chạy đi bạn ơi. Ôi dồi. Để nó sút vào đầu đi kia. 6 kill ấy. Ô chính ra sóng nòng đây mạnh nhờ. Nhìn này. Ở cái chú quỷ 2 này anh em ăn được từng đây kill là nó là một con số kỷ lục đấy. Không đơn giản đâu. Wow. Nice. Tập dù ngon vãi. Mẹ nó sút vào đầu mình. Ui, có N đây. Ui. Ô. Nani. Ô. Cả thương set luôn đây. Cả bộ luôn đây các bạn. Súng này súng mới nhất. Vậy là chú quỷ 2 nó sẽ bao gồm tất cả các loại súng luôn. Không cần biết là mới nhất hay là legend cái thứ. Nó đều có hết nha anh em nhá. Wow. Wow. Thử cận chiến xem nào. Cận chiến. Pew. Nhìn thì giống 2 hit nhưng mà nó lại là một hit. Mẹ lừa vãi. Không có kích hoạt cái gì cả. Ui thay đạn xịn vãi. Cận chiến. Đẹp vãi, không phải đẹp thật. Ui. Thằng một loạt nó đắp quả flash. Ui. Nhanh đấy. À nó có cái mấy cái móc em ạ. Có mấy cái móc đếm đếm ở dưới. Thực ra là cái chỉ số chạy chạy đấy là cái móc em ạ. Giờ mình biết. Ơ nhưng mà không thấy cái móc nào dưới chân ta. Rồi, thử xét lại. Xì.
Wow, thua set đau nha, 600 máu liền cơ mà. Đứng lại. Đứng lại, ôi không chết kìa. Anh em bắn phát xong đấm luôn này, nhìn thấy không? Đây là cái combo mà mình vừa mới nghĩ ra. Đấy, anh em bắn phát vừa bắn này, cận chiến luôn. Wow, trong cái thời gian đạn bay chậm đúng không? Đây, đạn súng khỏe ra đi. Đúng rồi, súng khỏe lao lên. Ui, không chết kìa. Má, mình đấm thiếu đam. Cay mét luôn. Wow. Sổ tí toàn. Nhìn máu, nhìn máu. Wow. Cái thanh này đó là cái bóng mờ do không cào được đâu. Ghê vãi. Wow, có chiến chết cả đồ to luôn kìa. Kinh vãi. Úp. À, tôi này cầm đi em một lô. Cày. À, nào chạy đi, chạy đi, chạy đi. À, chạy đi, chạy đi. Đây nhìn đây nhìn. Đó, đấy là combo nhưng vấn đề mình vẫn trượt. Ui, lại trồng trồng đúng đời, hiệp thứ 12 rồi. Hiện tại mình đã top 4. Ô. Ôi, được này, ngon. Có súng tàu hỏa. Tàu hỏa không gian. Hôm qua mình cầm nhưng mà chưa được cận chiến phát nào luôn. Hôm nay mình sẽ thử xem nó có mạnh không. Đồng nhờ, cái khu này là khu tụ điểm của mấy lũ ăn chơi. Đông bái cả nồi rồi. Chúa thẩm du đây thì đừng hỏi luôn. Ơ, có đưa đi rồi. Mày. Đấy rồi. Upcoming. Chạy chạy chạy. Ngon. Cắn nó để thành hero nào. Ôi không thành hero rồi. Sao mất bố cái quả súng tàu hỏa không gian này. Ơ vãi nồi. Rồi hiệp cuối cùng. Ôi ngon. Mình đổi được quả tàu hỏa không gian. Có Rider này. Python Gold này. Cần chiến thứ nào. Top 4 rồi. Ui, đại hiệp cuối cùng thành đầu to này. Mày thẩm du này. Ủa sao lại bắn đi được ấy nhỉ? Mình cứ nhảy linh tinh tinh mà thành con thẩm du để bất tử rồi. Thôi được rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi. Bây giờ cũng chẳng là làm cách nào khác được. Ờ, cứ đúng thật. Cứ nhảy nhiều thành ra quen. Ờ, ok. Mình trả thù cho bạn ngay. Con què vậy? Con què vậy? Con què vậy? Phá nổi!